Quốc hội thảo luận về cơ chế chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Triển khai công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Người lao động mong chờ thưởng Tết. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 16 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, Tổ trưởng Tổ 5, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Phúc, Kiên Giang, Lào Cai và Quảng Nam đã thảo luận tại tổ về dự thảo nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ông Trần Văn Tiến, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng, việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Dự thảo nghị quyết có tên gọi Nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nên xem lại tên của dự thảo nghị quyết, bởi nghị quyết về một số cơ chế chính sách nhưng nội dung của nghị quyết là các cơ chế chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, không có nội dung nào đề cập tới chính sách mới. Theo các tờ trình của chính phủ đều đề cập tới 8 cơ chế trong nghị quyết. Do vậy, nên điều chỉnh lại tên nghị quyết như sau: nghị quyết về một số cái cơ chế đặc thù thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Nhất trí với căn cứ thẩm quyền, hồ sơ, bố cục, tên dự thảo và phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết, ông Trần Văn Tiến đề nghị trong cơ chế quản lý sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phương thức sản xuất, cần lựa chọn phương án 1 vì phương án này được tổ chức thực hiện ngay, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Vì cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, cần lựa chọn phương án 2 để triển khai thực hiện ngay các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2024-2025. Buổi chiều Quốc hội thảo luận tại hội trường về những nội dung trên. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Ban Nội chính Trung ương. Năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo ổn định, quốc phòng được giữ vững. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kỳ kiểm điểm năm 2022, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo, việc thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được đảm bảo, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có những chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý nghiêm những khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến công tác quản lý đất đai, quy hoạch phát triển đô thị, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực được tăng cường. Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh chỉ rõ những tồn tại, hạn chế các cấp các ngành cần khắc phục và yêu cầu trong năm 2024, các cấp các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp,
chủ động nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động và nhân dân để tham mưu kịp thời xử lý các vấn đề về an ninh xã hội, không để bị động bất ngờ, xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đảm bảo an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác an ninh trật tự, công tác tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, chỉ đạo chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự đô thị, giải quyết tốt tin báo tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng điều tra, xét xử các vụ việc, vụ án, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh và Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Chiều nay, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị chuyên môn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo các nội dung, chất lượng, thời gian theo đúng kế hoạch đề ra. Năm qua, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy điều hành công việc của cấp ủy một cách sáng tạo, linh hoạt, đảm bảo hiệu quả, giữ đúng nguyên tắc điều lệ Đảng và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đảm bảo tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các tiêu chí mô hình chi bộ 4 tốt, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của các phòng chuyên môn và từng cán bộ đảng viên. Năm 2024, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt, tham mưu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, tham mưu chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch xả nước của các hồ thủy điện phục vụ đổ ải sản xuất vụ đông xuân, đợt 1 từ 0 giờ ngày 23 tháng 1 đến 24 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2024. Thời điểm này, tại các trạm bơm đầu mối ở nhiều địa phương, mực nước xuống rất thấp, đang khiến nguy cơ thiếu nước cho vụ lúa đông xuân tới đây. Thực hiện các nhiệm vụ được giao, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi đã thành lập ban chỉ đạo chống hạn, tổ chức gia quân khơi thông dòng chảy, nạo vét bùn, vệ sinh các tuyến kênh mương, các điều tiết trên kênh chính, thượng lưu, các lưới chắn rác. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường ống các trạm bơm tưới tiêu, máy đóng mở trong toàn hệ thống, nhất là các trạm bơm lớn lấy nước ven sông Lô, sông Phó Đáy, sông Hồng. Để chuẩn bị cho cái vụ đông xuân 2023-2024, thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Liễn Sơn đã chỉ đạo đơn vị chúng tôi là xí nghiệp thủy lợi Móng Cầu hiện nay là đang triển khai nạo vét các cái luồng dẫn như chính như năm cửa Liễn Sơn, rồi trạm bơm đầu mối, rồi các trạm bơm ở ven sông Phó Đáy và đồng thời nạo vét các cái kênh mương do đơn vị quản lý. Theo đánh giá chung, điều kiện thủy văn tại các hồ thủy điện và các sông lớn cung cấp nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân năm nay khó khăn hơn so với cùng kỳ các năm trước. Các địa phương cần khuyến cáo, hướng dẫn nông dân bố trí khung thời vụ hợp lý để cấy lúa, tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức sử dụng nước tiết kiệm, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại các diện tích khó cấp nước. Trước tiên là đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các công ty khai thác công trình thủy lợi và các cấp ngành địa phương tuyên truyền đến bà con nhân dân là sử dụng và tiết kiệm nguồn nước, tăng cường các cái biện pháp tưới tiết kiệm nhỏ giọt. Thứ hai là khuyến cáo bà con nhân dân các địa phương là xem xét chuyển đổi đối với các vùng mà hạn hán không thể bơm được để chuyển sang các cái cây ngô, rau màu mà có hiệu quả kinh tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương, các công ty thủy lợi tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các phương pháp tưới tiết kiệm, khoa học, tích cực tham gia làm thủy lợi, nạo vét, phát động kênh mương, không làm vật cản trên kênh, tháo nước tràn lan gây thất thoát, thiếu nước cho các khu vực cuối kênh, thực hiện việc gieo cấy theo đúng khung lịch thời vụ. Thực hiện chương trình xây dựng chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo nghị quyết số 86 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, những năm qua, ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc đã triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ. Nhờ đó, toàn tỉnh hình thành nhiều chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giúp nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp khi đưa ra thị trường. Thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, sạch, tuần hoàn theo chuỗi giá trị, Vĩnh Phúc đã ban hành nghị quyết số 86 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, mỗi chuỗi liên kết sẽ được hỗ trợ từ 100 đến 400 triệu đồng để thực hiện đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ mua giống và các vật tư thiết yếu. Đến nay, toàn tỉnh có 25 mô hình chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm, nông lâm thủy sản an toàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện theo nghị quyết số 86 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Những cái mô hình liên kết này thì nó đem lại cái lợi ích thiết thực cho xã hội, ví dụ như là xã hội thì được tiêu thụ các cái sản phẩm nông nghiệp an toàn. Toàn bộ các cái sản phẩm của chuỗi này thì đều là sản xuất theo quy trình Việt Gáp và đáp ứng các cái tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Thế một mặt nữa thì bà con nông dân tham gia chuỗi này thì vừa được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, vừa được triển khai và được bao tiêu sản phẩm đầu ra là hết sức ổn định. Đăng ký tham gia thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp theo nghị quyết số 86 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Lải đã tổ chức liên kết với một hợp tác xã và 7 hộ gia đình với tổng diện tích sản xuất lên tới 40 ha để thực hiện sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm rau an toàn tại thành phố Phúc Yên. Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Lải cũng được tham gia chuỗi từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản từ năm 2021. Đến năm 2022 và năm nay là năm 2023 cũng là năm cuối cùng thực hiện cái chuỗi liên kết, thì hợp tác xã nông nghiệp Đại Lải thì cũng đã triển khai hỗ trợ cho bà con về giống và kỹ thuật và tem bao bì nhãn mác sản phẩm và bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Tham gia vào chuỗi sản xuất, hợp tác xã và các hộ nông dân đã được tỉnh hỗ trợ về giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm cũng như chuyển giao và tập huấn khoa học kỹ thuật kết nối tiêu thụ nông sản. Nhờ đó giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng và giá trị thu nhập cho nông dân. Được của bà con hợp tác xã trong thành viên hợp tác xã thì tôi được lợi nhất và được hỗ trợ về cái giống vốn, giống và kỹ thuật thì nó được kịp thời vụ. Và mình làm nó được những cái giống mà được hợp tác xã người ta đã nghiên cứu qua và để bà con trong hợp tác xã lại cùng làm, nó triển khai được đồng bộ. Thì cái giống nó được kịp thời vụ thì mình sẽ có hiệu quả cao. Tham gia chuỗi liên kết, ngoài được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, các xã viên tham gia chuỗi phải thực hiện nghiêm ngặt và đầy đủ các kỹ thuật chăm sóc theo hướng an toàn để các sản phẩm nông sản có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và đảm bảo an toàn khi đến tay người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường là một trong 28 thôn được chọn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Để các làng văn hóa kiểu mẫu phát triển bền vững, cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, thôn Bàn Mạch còn được hỗ trợ phát triển nghề rèn truyền thống. Làng rèn Bàn Mạch là làng nghề truyền thống nên đa phần các hộ dân ở đây vẫn sản xuất theo hướng thủ công, năng suất không cao, đồng thời gây tác động xấu đến môi trường sống. Từ thực tế trên, tỉnh đã triển khai đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí cho một số hộ dân làm nghề rèn tại Bàn Mạch. Đề án được thực hiện từ tháng 11 năm 2023 với sự tham gia của 4 hộ sản xuất kinh doanh lĩnh vực gia công cơ khí. Tổng kinh phí đầu tư của đề án là 1,148 tỷ đồng. Trong đó, vốn khuyến công hỗ trợ 556 triệu đồng. Các hộ đã đầu tư mua hệ thống lò nung bằng điện, lò tôi và máy khắc laser fiber để đáp ứng nhu cầu sản xuất các mặt hàng nông cụ. Qua thời gian thực hiện cho thấy, việc áp dụng máy móc hiện đại trong sản xuất đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực.
chúng tôi đưa vào sản xuất là cái hiệu quả, cái thứ nhất là nó về đem lại kinh tế rất cao, thứ hai là đảm bảo cho môi trường. Hai các sản phẩm như thế là hiệu quả tất cho xưởng tôi sản xuất phù hợp. Đồng thời, đây cũng là động lực, cơ hội để người dân từng bước thay đổi tư duy trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng tốt hơn thị hiếu của người tiêu dùng. Bây giờ được nhà nước hỗ trợ thì cũng sẽ cố gắng làm sao để đưa cái sản phẩm tốt nhất đến người dân. Thứ hai là nó sẽ làm sao ra thành nó đẹp nhất. Hiện nay, toàn xã Lý Nhân có khoảng 800 hộ làm nghề rèn. Tuy nhiên, đa phần vẫn sản xuất theo hình thức truyền thống. Vì vậy, để đưa nghề rèn truyền thống lên một tầm cao mới, ngoài việc hỗ trợ các hộ trong đầu tư, phát triển sản xuất, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, chính quyền địa phương cũng đã xây dựng lộ trình cụ thể. Địa phương tiếp tục vận động tuyên truyền các hộ là thay đổi công nghệ, áp dụng khoa học công nghệ vào để sản xuất và nâng cái giá trị sản phẩm cũng như là thương hiệu của làng nghề Lý Nhân. Đặc biệt là trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đề nghị với các cấp để mở rộng khu cụm công nghiệp làng nghề Lý Nhân để phát triển theo hướng là hiện đại hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa hơn trong sản xuất và hạn chế các giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất và sản xuất an toàn. Việc hỗ trợ phát triển nghề rèn truyền thống bản mạch trong giai đoạn hiện nay không chỉ phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập mà còn tạo ra bước đột phá trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Hiểu rõ khó khăn của doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình kinh tế trong nước và thế giới khi đơn hàng, doanh thu, lợi nhuận đều sụt giảm, nhưng người lao động vẫn rất mong chờ có thưởng Tết. Bởi đây là nguồn động viên sau một năm lao động vất vả, cống hiến, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó trong năm 2023. Trong những ngày này, chị Vũ Thị Quỳnh cũng như nhiều công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp giày da này, hối hả hoàn thành các đơn hàng xuất khẩu để bàn giao cho đối tác nước ngoài. Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc năm 2024 đang đến gần. Người lao động đang làm việc ở đây rất mong chờ sự quan tâm thưởng Tết của doanh nghiệp. Em làm ở công ty cổ phần giày Vĩnh Yên được gần 10 năm rồi ạ. Đối với thưởng Tết với lại chăm lo của công đoàn thì hàng năm công đoàn vẫn cho tháng lương thưởng thứ 13 và một suất quà. Và mong muốn trong năm 2024 thì công đoàn sẽ duy trì thưởng Tết và quà Tết cho công nhân ạ. Và sang năm 2024 thì em mong muốn là công ty sẽ duy trì việc làm cho người lao động ạ. Năm 2023, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh có bị sụt giảm 20-30%, nhưng chưa một người lao động nào của công ty cổ phần giấy Vĩnh Yên phải nghỉ việc. Các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền thưởng, phúc lợi xã hội đều được đơn vị này thực hiện đầy đủ cho người lao động. Không chỉ có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động, doanh nghiệp đã tìm kiếm đơn hàng đảm bảo việc làm cho trên 3.000 lao động trong năm 2024. Chuẩn bị đến Tết, công ty cũng đã xây dựng các kịch bản, đồng thời cũng xây dựng các chế độ thưởng đối với người lao động, duy trì cái mức thưởng như năm 2023, đồng thời cũng tạo điều kiện tối đa để cho người lao động có một cuộc đón Tết thật tương đối đầy đủ cùng với gia đình. Công ty cũng đã xây dựng các chế độ thưởng bằng hình thức là cho người lao động một thưởng cho người lao động một tháng lương thứ 13, đồng thời cũng có những chế độ như là thưởng quà Tết rồi tổ chức ăn Tết đối với người lao động để người lao động yên tâm công tác, đồng thời cũng có một đón Tết thật bình yên, tương đối đầy đủ cho gia đình. Năm 2024, dự báo tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới sẽ còn diễn biến khó lường. Nhiều khó khăn, thách thức vẫn còn phía trước đối với doanh nghiệp và người lao động, nên thưởng Tết lại càng có ý nghĩa đối với người lao động. Đây cũng chính là thể hiện sự quan tâm, chăm lo Tết trọn vẹn, nghĩa tình của doanh nghiệp dành cho người lao động. Trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, đơn hàng giảm sút, nhiều doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự dẫn đến người lao động mất việc làm. Khi không có việc làm, người lao động sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và chính lúc này, bảo hiểm thất nghiệp sẽ là điểm tựa kinh tế để giúp người lao động vượt qua khó khăn tạm thời, tìm kiếm việc làm mới để quay trở lại thị trường lao động. Chị Quách Thị Siêm làm việc cho một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên được 5 năm. Sau khi nghỉ việc, chị Siêm đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, nộp hồ sơ và làm các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Khi tôi nghỉ việc thì tôi đã được hưởng là 5 tháng bảo hiểm thất nghiệp.
và cơ quan bảo hiểm thất nghiệp thì cũng chi trả cho tôi mỗi tháng là được hơn 3 triệu. Tôi thấy cái số tiền này là rất là thiết thực với bản thân tôi trong khi tôi thất nghiệp không chưa tìm được việc làm. Năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận trên 15.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đồng thời thẩm định hồ sơ và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho trên 13.000 người với tổng số tiền chi trả trên 280 tỷ đồng. Để giúp người lao động tìm việc làm mới, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, nắm bắt nhu cầu tuyển dụng lao động, linh hoạt xây dựng kế hoạch tư vấn giới thiệu việc làm đa dạng như qua tổng đài, website, Facebook và fanpage của trung tâm để kết nối cung cầu lao động sát với thực tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục là giải quyết tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp thông qua cái nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và chúng tôi hướng tới hoàn thành khoảng 90% cái tiếp nhận hồ sơ qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để giúp cho người lao động gặp thuận lợi trong quá trình thực hiện cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp. Những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khẳng định vai trò là giá đỡ an sinh cho người lao động. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.